Chia phần người và hãy sẽ chia cuộc đời, vì bao người còn vẫn vương đau thương lê trên về đường. Hãy sẽ chia phần người, sẽ chia áo cơm nụ cười, cuộc sống đắng cay đã nhiều, hãy đến sẽ chia tình yêu. Kia từng tiếng khóc còn rên xiết canh thâu, chờ một miếng bánh để no thỏa cơn đau. Đồng đìa nước mắt chẳng ai thấu cho em, vì mẹ cha em đã xoài thoi thóp chờ bố thí yêu thương. Mạnh đời tang tác của những kẻ cô thân, miệt mài lê gót dọc góc phố đêm mưa, chỉ cần miếng bánh lọt. Trái ngang từng ngày nhìn quanh còn nhiều đau khổ, em thơ không nơi cửa nhà, hãy xót thương người già của anh hiu chết theo dòng đời. Người hãy mở tay đón nhận này những khóc còn rên xiết canh thâu, chờ một miếng bánh để no thỏa cơn đau. Đồng lìa nước mắt chẳng ai thấu cho em, vì mẹ cha em đã mất. Năm xoài thoi thóp chờ bố thí yêu thương, mạnh đời tan tác của những kẻ cô thân, miệt mài lê gót dọc góc phố đêm mưa, chỉ cần miếng bánh lọt lòng. Chẳng ai thấu cho em, vì mẹ cha em.
trong vết thương cho lúc người ai đến lúc bên 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 y tế của đồng chí Văn Hiểu Hòn bên 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 chú Hương ấy có đấy lót lòng người hỡi sớt chia tình thương để tình thương đơm hoa người hỡi sớt chia đau khổ để đời bớt khổ đau người hỡi sớt chia tình thương để tình thương đơm hoa người hỡi sớt chia đau khổ để đời bớt khổ đau. Chúa bên
gian nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con. Nhất trong bài tin mừng mà ông trưởng vừa mới đọc cho chúng ta nghe đấy, đâu chúng ta có một vị Thiên Chúa yêu thương chúng ta lắm, mà quý mến chúng ta lắm đấy. Tự nhiên có một người ta chưa có hiểu biết gì về vấn đề là chia gia tài để con cái để mà tự lo sống, đúng không? Thế là Thiên Chúa mới bảo ông là ta không phải là con cái, nhưng mà Chúa lại dùng một cái dụng ngôn để cho chúng ta nói về có một Thiên Chúa thật là tuyệt vời. Và Thiên Chúa đó để làm gì? Để đây cho chúng ta biết cách sống khi ở bây giờ. Bây giờ chúng ta đang sống như thế này là do ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nếu mà chúng ta biết sống đẹp lòng Thiên Chúa, và nếu chúng ta biết sống để biết thờ phượng Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ cho chúng ta một cái sự sống có nhất, sự sống nó quý hơn nhiều. Vậy thì Thiên Chúa bảo chúng ta là quy nhân Thiên Chúa là Cha, thì hôm nay Thiên Chúa dạy cho chúng ta là chúng ta đừng có lo. Thứ nhất là đừng có lo lắng của ăn áo mặc gì hết. Thiên Chúa sẽ lo cho chúng ta. Chúng ta không đói, không sợ chết đói nữa, mà Thiên Chúa sẽ có người để họ đến lo cho chúng ta. Và Thiên Chúa bảo chúng ta là đừng có bất tâm vào lo cái chuyện là đi lo làm sao mà kiếm của ăn thật dư nhiều, để rồi tích chữ thật nhiều như một cái ông vua hôm nay, để rồi cuối cùng ý, ông ấy chết thì ông lại có một điều, đó là khi Chúa bảo là khi chết rồi thì cái của cả đó chúng ta không có đưa đi đâu được, và chúng ta cũng chẳng làm gì được nữa. Cho nên là khi chúng ta chết là chúng ta trở về với Thiên Chúa, hay còn gọi là về với người Cha, mà người Cha yêu thương chúng ta. Vậy thì hôm nay Chúa dạy chúng ta một cái rất là hay. Thứ nhất là Chúa để cho chúng ta biết là chúng ta sống bây giờ, chúng ta có một người Cha là Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn luôn lo cho chúng ta làm sao chúng ta cũng vẫn biết yêu mến thờ phượng Thiên Chúa. Thứ năm, thứ bảy đó là rồi thứ hai chúng ta ông trưởng đây là cái tổ chức không có quý sơ rồi quý ông trưởng các anh các cha các thầy, mà anh chị làm đến đây để mà thờ phượng Thiên Chúa, để tìm cái của cải gì, cái của cải cho đời sau, chứ không phải là như một nhà vua ông quyết định thật nhiều của ông ấy hiểu của ông dư rồi thì ông nghĩ là thôi bây giờ xây thêm đi. Rồi ông bảo là linh hồn ta ấy hãy cứ nghỉ ngơi và ăn chơi đi, chẳng tìm kiếm Thiên Chúa nữa, chẳng đọc kinh thờ phượng, mà cũng chẳng biết Thiên Chúa là gì, cứ đi ăn chơi một mình nữa. Thì Thiên Chúa đến đòi linh hồn của ông, là có nghĩa là Thiên Chúa gọi ông về thì là ông chết ấy, thì ông chẳng mang của đó đi làm gì được nữa. Mà lúc giờ ông có một cái giỏ, là lúc bây giờ Thiên Chúa lại chê ông ấy, vì ông không biết đi tìm Thiên Chúa. Còn anh chị em ở đây thì một tuần ít nhất là được ông cụ già là trưởng đây tập trung lại để mà thờ phượng Thiên Chúa, để mà yêu thích yêu mến Thiên Chúa, để rồi Thiên Chúa cho chúng ta khỏe mạnh, rồi Thiên Chúa cho chúng ta có của ăn, để rồi chúng ta sống, chúng ta thờ phượng. Sau đó khi mà chúng ta thờ phượng Thiên Chúa rồi thì sau Thank you.
ở điều mà đàn anh cặp với con nói có ghi cái thương cái hoạt động của con người con của họ đây người con thành con là gia đình chúng tôi
đâu con đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong cuộc sống chẳng mong ngài xóa đi những bất bình ghen ghét quanh con, mà chỉ mong ngài giúp con biết đón nhận từ trong cuộc sống này những bất toàn, những chán trường, những thất vọng hiển nhiên đã có. Con sống khiêm nhường tự tâm, để con lúc gian nan vẫn nhận ra Chúa bước bên con giữa cuộc sống này. Chẳng mong ngài phá tan những địch quân nhẫn tâm hại con, chẳng mong ngài tách con xa những người gian ác kiêu căng, mà chỉ mong ngài giúp con sống giữa đời bằng tinh thần khó nghèo, sống thư thà, sống mến yêu với những người dù không theo Chúa. Dạy con nên nhân chứng tin mừng nước trời bằng lẽ sống khiêm nhường từ tâm, để con rắc gieo trên cánh đồng hoàng phế lúa yêu thương chiếu lời Chúa truyền. Trong cuộc sống chẳng mong ngài xóa đi những bất bình ghen ghét quanh con, mà chỉ mong ngài giúp con biết đón nhận từ trong cuộc sống này những bất toàn, những chán trường, những thất vọng hiển nhiên đã có. Chỉ sống khiêm nhường tự tâm, để con lúc gian nan vẫn nhận ra Chúa bước bên con giữa cuộc sống này. Chỉ mong ngài hôn đúng con thành vững vàng, dạy con sống khiêm nhường tự tâm, để con ra Chúa bước bên con giữa cuộc sống này.